Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động quận 8 vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 7 công đoàn cơ sở và công nhận 197 đoàn viên tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình Bình Đông. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Chí, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động quận 8 công bố các quyết định thành lập 7 công đoàn cơ sở gồm Công ty Cổ phần Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Futu, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Phú Thọ, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Gia Phúc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp LAC, Trường Mầm non Vườn Sáng tạo, Viện Nghiên cứu Y sinh và quyết định công nhận 197 đoàn viên mới. Hôm nay thì chính thức mình phát triển thêm 7 công đoàn cơ sở và kết nạp 197 đoàn viên. Như vậy nâng tổng số tổng công đoàn của quận 8 hiện nay lên là trên 520 công đoàn cơ sở và số đoàn viên là trên 19.000. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 8 tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc 7 công đoàn cơ sở vừa mới thành lập.